đây là cái con đường hay có. Đây. Thì mình đã hỗ trợ mọi người về đoạn này, bởi vì không phải có nhiều người là muốn là bỏ tiền ra để có hai đoạn này. Đúng không? Cho nên là mình hỗ trợ mọi người đến cái đoạn là đoạn này. Còn nếu mà người thích làm từ A đến Z luôn ấy, thì mình có thể gửi cái thông tin hướng dẫn hoặc đường link hướng dẫn cho mọi người để mọi người làm được. Hoặc trong lớp mình nếu thực sự có nhiều người muốn tự làm website riêng cho mình ấy, thì mình có thể là set up một buổi riêng để hướng dẫn mọi người luôn từ 1 đến 4 luôn. Còn hôm nay chúng ta sẽ có từ 5 đến phần 10 luôn này. Coi như là tự set cái website được ý của mình. Rồi là sao? Để mọi người hiểu và quản trị được cái web. Phần này mọi người có câu hỏi gì lần này không? Thế bây giờ thử hỏi mọi người nhé. Tên miền ở đây ai đã tự mua tên miền rồi? Đây rồi, anh không được rồi. Tên miền anh mua là anh mua của nhà cung cấp nào? Anh mua của On and On Đức. À, anh mua của Đức. Mua qua mạng. À, sao anh mua ở Đức mà mua ở Ờ, anh search nó ra mà, anh search mua tên miền nó ra đấy. Thế anh mua của bên đấy luôn? Mua bên đấy luôn. Ui dồi ôi, kinh khủng. Ờ, siêu quá. Bên đấy anh mua là bao nhiêu đô cho cái web này? .com đúng không? Mua .com, mua trả lần đầu là 10 đô và mỗi năm sau là 15 đô. À, đúng rồi. Đấy là con giá nó khá là phổ biến đúng không ạ? Nó phổ biến. Đây, cái con anh mà cái anh mua là ở web của bên này, ở bên nhà cấp nào ạ? Mua với đi. À, đô đấy đi à? Nói tên miền là tên đen. À, tên đen. Anh mua bên đấy thì hiện tại là giá của nó là học bao nhiêu? Để người khác cũng biết được. Mua đi lên quanh tầm 10-13 đô. À, vâng. Đầu. Cũng tầm tầm đấy rồi, cũng 10 đô. Những năm sau thì tương tự nó đang đánh nhau, nó rơi vào tầm 15 đô. Hầu hết là các bên nó chỉ là giảm cho năm đầu thôi. Thậm chí có thẳng vào 100.000 cho năm đầu. Nhưng năm sau thì nhau hết. Đấy là chồng con. Tên miền thì nó có mấy loại, thông thường hầu hết phổ biến nhất là có cái tên mua .com, bởi vì nó với internet thì .com nó vẫn là cái gì đấy nó gọi là nó cơ bản và chuẩn nhất. Và tất nhiên mọi người có thể mua những tên miền khác, đôi khác ví dụ như .vn, .net, .org, còn cái du lịch của mua là .travel thôi. Nhưng mà một số tên miền nó sẽ là có điều kiện, ví dụ như là .edu, .gov, .gov là .người nhà nước. Đấy, nó điều kiện cái đấy khó mua được. .menu thì vẫn mua được. .travel thì nhiều khi cũng thỉnh thoảng có điều kiện đấy. Còn những chấm khác chẳng hạn thì tùy theo mọi người là dùng cái gì thì mọi người nên mua cái đấy. Nhưng mà tốt nhất ấy, khi làm thương hiệu ấy, mọi người cố gắng mua được .com. Bởi vì cái người dùng phổ thông ấy, người ta hay còn thói quen là .com. Thế là sửa anh không mua được .com ấy, chỉ mua .vn. Thì khi mà người ta gõ đúng không? Gõ tên miền xong người ta hay thói quen được .com lại ra web của cái khác làm mất khách luôn. Đấy. Mọi người biết còn .vn đã ai mua chưa? Tên miền quốc gia, tên miền Việt Nam. Nhiều bên không mua được .com đành mua .vn đấy. Và tên miền cũng khá là phổ biến đúng không? Tên miền .vn mọi người biết là bao tiền năm đầu tiên không? À, đúng rồi, giá của nó đắt hơn .com nhiều, tên miền quốc gia mà. Không biết nào cũng là giá này 5-600 cho năm đầu tiên. Những năm sau vị trí cũng phải tầm như thế. Và thậm chí là mọi người còn gửi chứng minh thư cho để mà xác nhận. Đấy, mua tên miền đất nước khác thì mọi người cũng có thể mua được. Ví dụ như là đây, tên miền thì đặt ở đây cũng không sao. Nhưng mà tên miền mọi người đấy có rất nhiều nhà cung cấp. Nếu mà mọi người làm ở Việt Nam mà không ngại ngại quá, mọi người nên mua, dễ nhất là mua nhà cung cấp Việt Nam. Bởi vì là nó sẽ support. Bây giờ anh không mua ở nhà cung cấp Đức đúng không ạ? Thì đến lúc có vấn đề gì mà gọi là support bằng tiếng Đức nó hơi khổ mà. Không, nó phải tiếng Anh đấy. Nếu tiếng Anh thì cũng đỡ. Nhưng mà nhiều lúc có nhiều người là tech chẳng hạn, nhiều người là IT chẳng hạn, không nói tiếng Anh. Có gì tắt. Hoặc là ví dụ như là nhiều bên chẳng hạn, em đã từng làm nhé, mà nó là hệ thống mà support nó rất là cùi. Đấy là thằng mà em rất nổi nhưng em không thích và em cũng mất tìm hiểu với thằng đấy một lần. Đây là thằng name chip. Tôi đã đi name chip này. Hoặc là đêm của con là những thằng nổi ở trên thế giới về mặt quốc tên miền. Thế mà ở đấy nó bắt xác nhận bằng số điện thoại. Và số điện thoại ra đằng trước là số là 11 số ấy. Thế là sau nó chuyển 10 số ấy, em không xác nhận được nữa. Thế là nó mất nổi tên miền của nó ấy. Nó có email. Email cũng được. Nó cứ bắt xác nhận vào điện thoại trước. Thế là mất. Thế nên là bài học ở đây là nếu mà giả sử không sợ phải không phải cái ngành khó khăn quá mà bị người bên phá. Đấy, thì thực ra mà mình là authority, mình là có pháp nhân, pháp lý thì tốt nhất là, dễ nhất là nên mua ở Việt Nam trước. Còn nếu mà mọi người mà muốn mua tên miền đa dạng hơn, bởi vì Việt Nam thì nó sẽ chỉ cung cấp cho những cái tên miền
mà đây ví dụ hay mua các thằng nhân nhân hoàng văn báo này, hoặc là ví dụ như là thằng z thằng com này, nhưng thằng đấy là có văn phòng ở Việt Nam hoặc là của Việt Nam thì mình mua được ở đây này, cái giá này lần đầu tiên nó trên 10 đô luôn. 10 đô bây giờ đô là 25 nhé, là 250 nhé, đây 199 khuyến mãi cũng có cái này còn 100%. Nhưng mà những cái này nó chỉ có vài thanh niên cái đuôi này thôi. Còn nếu muốn đuôi nó ra thì phải lên cái trang của GoDaddy đi. Đấy, những cái trang này nó sẽ có những cái thanh niên nó lạ nó khác hơn nữa. Đấy, mà ngày trước nhiều bên gọi là đầu cơ thanh niên luôn, bởi vì ta mua thanh niên này rồi thì khác không mua được nữa. Bây giờ anh mua xứ mất vimper.com rồi, chẳng hạn bây giờ bên Vimper không mua lại đúng không? Và thậm chí nhiều cái thanh niên đây là đấu giá hơn vài tỷ của mình luôn. Đấy, thì ở trên này chẳng hạn, ví dụ một người muốn gõ thử xem Vimper ấy, sẽ thấy là nó có nhiều tên miền khác nhau, đuôi khác nhau cùng đây, đây này, có người mua rồi, có thể luôn giúp bạn thêm mua tên miền, tức là liên hệ được với thằng người ta sở hữu. Đây, phí môi giới là 1.6 triệu nhưng mà chắc cũng không mua được đâu. Đấy, lựa chọn ấy tuyệt vời, vin@per.com này, chưa mua này, mình mua xong rồi chuyển lên Vimper khéo à. Bên này cũng phải đưa tiền này. Nhưng mà nó sẽ có rất nhiều đuôi khác. Đây này, chấm club này, chấm co, chấm xyz này, chấm mi này, chấm size này. Đấy, đây, Vipper này. Đấy, rồi nó phải biến thể. Bởi vì thực sự mua tên miền mà có được đúng được ý mình ấy khó phết. Cứ thử gõ tên hiệu của mình ra xem, khó phết đấy. Đấy, bên nhiều bên là còn thậm chí còn phải đổi thương hiệu của mình để mà tìm cái tên miền nó hợp. Thì những cái bên mà nặng của online ấy, bởi vì đúng cái tên đấy rồi, có thằng khác nó trùng đúng cái tên rồi. Đấy, đây là cái đặc điểm hay có GoDaddy này, hoặc là ứng dụng như là name.com này, nó còn đa dạng hơn. Thậm chí mà mình mua tên miền là .table, mà các quốc gia hay là các quốc gia mà các bên mà của nhà nước ấy hay rất thích mua Việt Nam .table này, thậm chí là mấy nước khác .table này. Đấy, thì đây cũng là một tháng đấy, cứ xuất từ Vipper nó vào ra và ta sẵn đuối luôn. Đó. Thì đây là những cái cách để mua, bấm vào đây rồi thanh toán là sẽ mua được thôi. Đấy, thông thường ở bên đây đều là dụng 10 đô năm đầu, những năm sau thì tùy, tất nhiên là tùy theo là cái đuôi nữa. Đây còn mua được .org này, .social.gallery này, nó cứ đủ thể loại. Hoặc là ví dụ như ngành tech thì mua được nhỉ .io hoặc .co. Đấy, nó rất nhiều bên và nhiều khi họ phải lách vào cái đấy. Và thậm chí bây giờ nó còn ra cái loại là blockchain, tên miền là .eth đấy, hoặc .btc này, unstoppable. Thì thậm chí những cái tên miền đấy nó còn gọi là giao dịch với nhau qua con đường blockchain luôn, nó gọi là chuyển sang dạng NFT đấy, nó phức tạp hơn đấy, nó sẽ có những cái khác này, blockchain domain này nó còn lắm trò lắm, chứ coi như thằng nào sở hữu rồi nhá nó sẽ cả đời luôn, chứ không phải như là những tên miền ở truyền thống, tức là thuê bản chất chúng ta mất mấy trăm nghìn một năm là bản chất chúng ta thuê không, còn dạng này mua là sở hữu luôn. Tôi sẽ giữ cái tên miền này chấm đuôi này cả đời tôi luôn, nhưng mà thế cơ. Nhưng ở đây giai đoạn này các bên dùng là web 3, còn hiện tại chúng ta là web 2 và web 1 thôi. Web 3 là khá là xa lạ với cả màu sắc luôn đấy, nhưng mà rồi mọi người sẽ thấy là sắp tới biết đâu cũng kỳ tới là thời kỳ nó renovate sẽ lại là không biết, nhưng mà có thấy là có xu hướng đấy thôi. Thì đây chúng ta tiến sửa lại sau nhá, một số khái niệm mọi người cần biết. Tên miền này vừa nói rồi đúng không ạ, nó là cái địa chỉ hosting. Ở đây là đã ai mua hosting chưa? À, ai chưa mua hosting cho tay lên thôi nào. Rồi, thế còn lại là mua hết rồi. Ờ, chị Loan mua hosting như thế nào chị nhỉ? Chị là cái bạn làm web, bạn ấy mua các gói đi chọn thôi. À, thế thông thường là có những gói như thế nào mọi người? Chị chẳng nhớ nữa, nó sản xuất rồi. Rồi, thế là anh thông vừa mua thì anh mua web hosting loại nào ạ? Hosting là mua con Sapo. Sapo à? À, tức là Sapo sẵn luôn ạ? À? Sẵn luôn, người mua 7 năm, 15 triệu. 15 triệu 7 năm, là cả web luôn đúng không? Cả web luôn đấy. Đấy, đây là builder dựng sẵn đấy, Sapo. Đấy, thì đây, ví dụ ấy, mọi người đều có, trong lớp này có cả ba loại đấy. Đấy, coi như là sẵn. Thứ ra cái đấy nó không chỉ là hosting. Hosting chỉ là trong đấy thôi, còn bản chất là anh thuê cả cái nền tảng của bên đấy rồi. Rồi, còn những người khác đây, anh web thứ 2, thứ 3 rồi đấy, mua là Hostinger, anh mua là gói bao nhiêu đô ạ? Nhớ ghi hiệu 10 yên, 15 yên.
À rồi, nó cũng rẻ đắt. 12 triệu. Coi như là hơn 100, 170 tháng. Nói chung nó cũng vừa đủ. Thì cái hosting, nào, hosting có bạn nào chưa biết hosting là gì không? Mấy bạn là chưa mua. Đây cái Hoài biết hosting là gì không? Ờ, em nói thử sơ sơ đấy. Thì là cái nơi mà lưu trữ lên web của mình. Ừ, rồi, tôi hiểu thế là cũng gần đủ đấy. Ờ, có khi nhiều người cũng chỉ cần hiểu đấy. Đấy, thì thực ra thì hosting là phải có. Đấy, sau đó chọn cái này với nhau thôi. Và bấm cài đặt là cái kia lên luôn là cái mà link mà mọi người có. Tên miền này rồi, hosting này rồi. Hosting có rất nhiều level. Thậm chí là đây hosting ở đây đúng không ạ? Nói của anh mà rơi như thế, em đoán nó rơi vào tầm khoảng loại 3 này. Lúc này lúc khuyến mãi. À, lớp trước, lớp nào nhỉ? Đây, lớp anh Tú ấy. Anh Tú xưa sang chưa đến. Thì lớp đấy còn rủ nhau là đi mua hosting. Rồi đấy là rủ nhau cuối cùng là sau một hồi là các bác ấy săn là tên hosting ở trên iNet. Khuyến mãi 80%. Một web là 2 triệu hình như là còn có 100 mấy. Đấy. Nhưng mà mình còn có nhiều chỗ khác, nếu mà người cần mua thì mọi người hỏi mình 80-90% cũng có. Nếu mà cái loại rẻ rẻ là như thế này. Cái loại này là cái loại mà thông thường là trang tích là rơi vào tầm khoảng chục nghìn người đổ xuống ở một trang sâu cây vẫn dùng được. Nên là mới có thể dùng loại này là ok. Còn nếu đẩy lên nó thành một vài chục nghìn người vào một tháng ấy, thì nên cân nhắc là đổi. Bởi vì dù sao cái loại này nó yếu, nó không phải mạnh. Nó không chỉ về một câu chuyện lưu trữ đâu, mà nó giống như kiểu cái máy tính ấy. Ngoài lưu trữ ra nó còn cái CPU để xử lý lượng người vào nữa. Nhiều cái mà server mà như này nó không yếu đâu, nó không phải mạnh đâu, ghi unlimited đấy thôi, nhưng mà vấn đề là nhiều người vào lúc là nó cũng hy sinh ấy. Đấy, cho nên sẽ lên level lại sau. Thì loại này là loại xe hốt, loại cao là loại VPS hoặc là loại kiểu nữa, sau đó loại cao hơn VPS là kiểu server. Nói chung là cái server nó giống như kiểu một máy tính, cái này nó băm ra tầm khoảng 500 lần. Đấy, thì mỗi ông mà lấy 1/500. Và nếu là cái VPS là cái to hơn mà tự quản lý được luôn thì nó là rơi vào tầm khoảng 1/30, 50 gì đấy. Còn nếu mà ông nào mà chịu chi là đầu tư hệ thống chẳng hạn, đấy như bên Nghị chắc là server rất là nhiều đúng không ạ? Tùy lúc mình dùng nặng. Vâng, thì nếu cái nào mà bên nào dùng nặng thậm chí là server, một cái máy server luôn hoặc là giá. Nhưng mà với ngành du lịch thì nếu mà những bên lửa nhỏ hầu hết là đi mua kiểu như thế này. Thế nên là cái để mọi người biết hành du lịch toàn chơi của mày không, và giá của nó thông thường chỉ vài đô đến tầm khoảng chục đô một tháng là cùng đó. Thì đây là cái mà mọi người nhìn thấy cũng biết qua. Việt Nam cũng có luôn loại rẻ và 20.000 một tháng cũng có, hoặc những cái mà lúc nãy đây vừa chúng ta vừa xem đây, nó là giảm 89% thì nó cũng dựa vào 20-50 một tháng đấy. Nhưng mà phải biết săn, muốn săn thì có vài trang để săn. Ví dụ như một trang này mọi người có thể là thử đây, có gì khoe hết đây nhá, kênh me.com. Trên này các loại host giá rẻ hoặc là tự nhiên có ưu đãi, tôi phải chơi hết. Muốn mua gì cứ check trên này qua này, cũng là một cách giảm 40-50% là bình thường. Đây này, rồi giảm 90% này. Đấy, dùng cũng ok. Đấy, mọi người cân nhắc thì dùng. Đây, stable host hôm nay chúng ta dùng cũng trên stable host này, cũng sang là 90%, mua luôn mấy năm luôn. Đấy, cân nhắc. Mua để nghịch cũng ok, hôm nay ai học mua luôn cũng được. Giá này là mua được rồi. Đây này có free domain này. Dã man rẻ. Đấy, đây là cái cách. Và trong này sẽ hướng dẫn bản chất để vào những web này mua thôi và điền cái code. Điền cái code này xong, đây này. Úi giời, hết hạn rồi, còn 80% rồi. Đấy, thì là cách chúng ta săn mà mua, nếu mà các bên vừa và nhỏ nó mua để nghịch. Hoặc là blog cá nhân. Ở đây là ai có blog cá nhân chưa giơ tay lên rồi? Chưa. Cho nên là thử cho vui chưa? Đấy. Tức là tôi vui đi, biết đâu sau này nó lại ra được tiền hoặc là lại sự nghiệp đấy, không biết đâu. Ở mình cũng đang trên Facebook, trên Facebook group của lớp ấy. Có nhiều người là cứ từ ngành du lịch nhá, rất nhiều người là đầu tiên là lớp mở cá nhân, sau đó có nhiều người hỏi quá, tức là mở ngành công ty tour hoặc là còn cao nữa. Nó không mất gì đâu, mất rất ít, mất như này tính ra 1-200 nghìn một năm, thêm cả tiền miền 300 nghìn 400 nghìn một năm. Biết đâu mở ra lại có nhiều việc nào. Viết Google và viết chuẩn SEO thôi, kéo một tự nhiên có vài nghìn người biết mình một tháng. Đấy, cũng không phải đùa. Thì đây là cái cách mà chúng ta hay có. Đấy, hosting đây. Nhiều loại lắm, mấy chục nghìn có, mà vài trăm nghìn, vài triệu cũng có. Đây này không phải nói rồi, CMS thì lúc đấy nó là nói rồi, nó là chỗ quản trị web.
thì ví dụ như WordPress hay Drupal thì mình nó cần. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu, sau khi chúng ta có một cái website và cái phôi, khi mà vừa cài đặt cái WordPress xong, chúng ta sẽ cài theme. Và cái theme nó sẽ giống như là cái áo mặc của mọi người. Một cái theme không có đắt, một cái theme nó chỉ rơi vào tầm khoảng vài chục đô. Mọi người có thể lên trên những trang như kiểu là Theme Forest. Đây, dừng theme. Đấy, nó sẽ có rất nhiều cái theme dành cho ngành các ngành khác nhau. Nó giống cái áo của mình sẽ bấm cài một phát thôi, nó sẽ giống hết như trên này luôn. Ví dụ, ngành du lịch nhé, chúng ta thử sắp thử. Ví dụ, như là WordPress Travel đi, thôi, có hẳn đi Tour đi. Đúng không? Đấy, thử xem nào. Tourism đây này. Đấy, thì nó sẽ ra rất nhiều cái mẫu áo để mình mặc. Thì nó gọi là theme, giá nó mấy chục đô thôi, mọi người có thể xem cái nào mà nhiều người mua ấy, hoặc người chức năng hay người mua. Tốt nhất là nên cái nào nhiều người mua. Ngành du lịch hầu hết cái loại gần 30 triệu quay đầu là dùng theme. Chẳng qua là giá nó càng đắt là do khả năng các bên sẽ áp kỹ từ đâu. Vì đây là cái áo thôi, còn rất nhiều cái đằng sau nữa. Thì bây giờ là kỹ đằng sau thì giá nó cao lên không? Còn giá bắt đầu không đắt, nên thậm chí có người bán nó là web là 3 triệu, 5 triệu cũng có. Nhưng mà support đến đâu rồi, là cái trình đến đâu mà không biết, bởi vì ra đúng là tiền là mấy thật. Đấy, thì một người bấm vào đây chẳng hạn, tìm sẽ có ngay. Đây là khi mất tiền, nó giống như kiểu đây, nó giống như cái store ấy, đây là chỗ mất tiền. Còn nhiều chỗ không mất tiền, và hôm nay chúng ta thử cái ở cái store không mất tiền cho đã. Hoặc thậm chí muốn mất tiền loại cũng được, mình sẽ cung cấp cho mọi người những cái team mà mình đã có. Mọi người không phải mua, chắc chắn nó là bản quyền. Còn một loại nữa là loại mua lậu. Mua lậu là một cái team như thế này, 69 đô, có khi được 69 đô. Hoặc là ví dụ những cái sọt xe lan tràn trên mạng. Và cái đấy thì thực ra thì nó rẻ thật và dùng được. Nhưng mà thông thường mình chỉ dùng để test ở những cái server cũ thôi. Bởi vì rất hay những rất nhiều bọn nó sử dụng, nó tận dụng cái việc mà người ta hay tài lợi như thế. Nó cài mã độc vào hoặc là cài những chức năng phụ ở trong đấy mà mình không biết. Cài lên trong nó vẫn thế, nhưng mà ngày giờ dần đã hỏng. Và rõ ràng là cái tiền team này nó rất là rẻ. Tiền mấy chục triệu làm web cũng rẻ. Cái đắt hơn là thứ nhất là cái công phải sau với độ lập content đúng không ạ? 3-4 nhân viên, 5 nhân viên cùng người viết. Mỗi nhân viên bao nhiêu tiền lương một tháng, nhân lên một năm mấy trăm triệu tiền tỷ là chuyện bình thường. Thậm chí là cái web đấy nó tạo ra là vài tỷ doanh thu. Xong mình chỉ vì mua thêm rẻ cái đoạn đầu 69 đô hay 69 đô mà nó hỏng thì có phải là phí không? Đấy, chứ nếu được mọi người mua xịt, nếu mọi người tự làm. Còn mặt trong này, những mẫu này là nó sẽ có demo cái thứ hết cho mọi người xem. Thì nếu mà mọi người cài chuẩn, hôm nay hướng dẫn mọi người cài đúng xong ấy, thì nó phải giống như là một cái web thật luôn. Đây này, cài đúng xong nó phải giống như kiểu cái dạng như này. Đây, một cái theme mà mình mua nó có nhiều mẫu khác nhau, nhiều cái áo con khác nhau bên trong, nó gọi là chai theme. Muốn mặc cái gì trong đống này cũng được. Tổng giá cũng sẽ là 69 đô rất là tầm. Đấy. Nếu mà học ở lớp này, nếu mà thực sự ai mà chăm là hờn rồi thì không mất tiền làm web đúng chủ mẫu luôn. Tự làm luôn. Đấy. Đấy như bác Tú ngồi đây ông đúng trước đây. Lần trước là về làm luôn 3 cái web. Từ đến dịch ông làm cả web là thịt. Ông làm cả web về công ty tour, ông làm cái gì đấy. Đấy. Mà lên đẹp lắm nhá, xịn luôn. Vì cái sau ấy mà sẽ giống hết như cái mẫu mà demo này. Tức là nó có bản như này luôn. Có cả các thông tin như này luôn. Mà giá này không có đắt. Thì đây là cái cách mà mã nguồn mở mà hay ho như vậy. Vì càng nhiều người dùng, càng hỗ trợ đông, càng có nhiều support thì lại càng có nhiều sự lựa chọn thế này. Đấy, và hầu hết người dùng chọn kiểu này. Cái này thì hầu hết là cái này là mua một lần nhá, là dùng mãi mãi. Chỉ có hosting và domain là phải thuê thôi. Còn đống này là rất mãi mãi thật. Đấy, thì đây là cái theme.